chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Thần Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng cứ thế ùn ùn đổ về chật két, giàu có khó ai sánh bằng. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, sau những năm tháng làm việc miệt mài, khi bước vào tuổi trung niên, hẳn là ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một cuộc sống an nhàn, dư dả, đủ đầy con cháu đề huề, kinh tế vững vàng, có nhiều tiền để dành phải không nào? Thế nhưng đời không như mơ, kênh Minh Đường Tử Vi nhận thấy có rất nhiều người vẫn phải vất vả ngược xuôi, lo ăn từng bữa, sức cùng lực kiệt mà vẫn không có gì ngoài lòng quyết tâm, mong một ngày làm nên đại nghiệp. Kênh Minh Đường Tử Vi từng viết cho Ất Mão thế này, nguồn nội lực tích lũy trong con người Ất Mão đã đạt đến mức chín mùi, nên tuy thời không quá may, lại cần phải lao ra chinh chiến. Năm nay làm không phải để thắng, mà chỉ để trải nghiệm, để ngông cuồng một khúc, tự do một đoạn, nhiệt thành một trang, tích lũy kinh nghiệm, mở mang đầu óc mà chuẩn bị cho những năm tháng sau này. Và trong 12 con giáp, có người tuổi Ất Mão khi bước vào tuổi trung niên rồi vẫn phải đối mặt với những trăn trở, lo lắng về tiền bạc, thậm chí là nợ nần, túng quẫn. Thế nhưng tuổi này nhờ có một ý chí sắt đá, làm gì cũng quyết đến cùng mà nắm bắt thời cơ, tránh được điềm gỡ bất ngờ, giàu nhanh chóng dánh. Hơn nữa nếu tránh được điều này, tuổi Ất Mão quá hung thành cát, hút trọn tài lộc của thiên hạ, bất ngờ phát tài đổi đời đại gia chỉ sau một đêm. Vậy hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của mình trong video dưới đây, quý anh chị tuổi Ất Mão nhé. Quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, thực tế cuộc sống trên đời khá nghiệt ngã, số người long đong luôn nhiều hơn những người thuận dòng mà thành tựu lớn. Vậy nên, nếu ở ngưỡng 50 mà vẫn chưa thành tựu cũng không có gì quá là hay đáng để sầu lo. Suy cho cùng, mỗi cuộc đời có một câu chuyện riêng, mỗi một loài hoa sẽ nở ở vụ mùa thích hợp với chính nó. Nên cùng tuổi 50, người sầu, người vui, người hoa nở, kẻ hoa tàn, cứ mãi so sánh có mà lạnh lòng, lạnh tâm, mãi buồn cho sự không an yên, không trọn vẹn. Cần phải nhớ 50 chưa phải là già, 55 chưa phải là hết, nhớ để tự tin, nhớ để không vội, nhớ để bớt tự ti hoặc bớt những suy nghĩ, lo toan mỏi mệt. Chỉ cần tâm Ất Mão vẫn đang cố gắng, thân Ất Mão vẫn đang kiên trì, trí Ất Mão vẫn đang bền bỉ, trí Ất Mão vẫn nhiều cầu tiến, cầu thị dương lên. Chỉ cần đăng thế thì dù muộn qua vẫn cứ sẽ nở, gió thổi động, trời xua màn mây u ám, cho cầu dòng rực rỡ ở cái thời điểm đẹp nhất của nhân sinh này. Chưa giàu, đấy vẫn là một điệp khúc quen thuộc, nhưng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, Ất Mão sẽ bắt đầu được hưởng cái cảm giác có lộc, tức bắt đầu có sự hanh thông, bắt đầu có sự thuận lợi. Chưa có sự tích lũy, nhưng dòng tiền giàu ra sẽ bắt đầu dày hơn rất nhiều lần. Giờ là lúc tập hợp lại, tích lũy lại để chuẩn bị cho xuất phát điểm đang cận kề ở tương lai gần. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thuộc hành thủy trong ngũ hành, với thiên can Ất thuộc hành mộc, biểu trưng cho sự sinh trưởng mềm mại và sự phát triển bền vững, kết hợp với con giáp Mão, biểu tượng của sự tinh tế, khéo léo và nhạy cảm. Tuổi Ất Mão là sự hòa quyện dưới sự uyển chuyển của hành mộc và sự nhẹ nhàng tinh tế của loài mèo. Người tuổi Ất Mão thường có tính cách dịu dàng, mềm mỏng và sắc bén nhạy cảm. Họ là những người có tâm hồn tinh tế, biết lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của người khác. Thiên can Ất thuộc hành mộc mang đến cho họ sự linh hoạt trong tư duy, khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh và sức sáng tạo không ngừng. Họ thường có cách nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc và luôn tìm kiếm những giải pháp hài hòa. Những người tuổi này thường rất khéo léo trong giao tiếp và ứng xử. Họ biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ vào sự chân thành và tinh tế của mình, con giáp Mão giúp họ có được sự nhạy bén, dễ nhận ra những điều nhỏ nhặt mà người khác có thể bỏ qua. Họ thường là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, người tuổi Ất Mão đôi khi có thể trở nên quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Sự nhạy cảm cao độ có thể khiến họ lo lắng quá mức về những điều nhỏ nhặt hoặc trở nên tự ti trong những tình huống không thuận lợi. Họ cần học cách kiên định hơn, tự tin vào bản thân và không để những tác động bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí.
Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Ất Mão nhận ra rằng sự mềm mại và nhạy cảm là những phẩm chất quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự kiên định và lòng tự tin. Họ hiểu rằng để đạt được sự thành công và hạnh phúc, không chỉ cần có sự tinh tế và khéo léo, mà còn phải biết giữ vững lập trường, không để bản thân dễ dàng bị lung lay bởi những khó khăn hay những lời chỉ trích. Họ học cách xây dựng một tinh thần vững vàng để có thể vượt qua mọi thử thách mà cuộc sống mang đến. Người tuổi Ất Mão cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc thấu hiểu và cảm thông, mà còn là về việc tự mình vươn lên và tạo ra giá trị. Họ học cách chủ động trong mọi tình huống, không chỉ dựa vào sự may mắn hay sự giúp đỡ từ người khác, mà còn từ chính nỗ lực và ý chí của bản thân. Họ hiểu rằng để có thể thực sự hạnh phúc, cần phải có sự cân bằng giữa việc chăm sóc cho người khác và chăm sóc cho chính mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Ất Mão luôn cố gắng duy trì sự chân thành và tôn trọng. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, lòng khoan dung và khả năng cảm thông. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Ất Mão với sự kết hợp giữa sự nhạy cảm và khả năng thích ứng là hình ảnh của một con người tinh tế và linh hoạt. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ khéo léo và hiểu biết, mà còn biết cách xây dựng một tinh thần vững vàng đã vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa sự mềm mại của hành mộc và sự nhạy bén của con giáp Mão đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Ất Mão, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xem tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch cho tuổi Ất Mão nhận thấy tâm lý bản mệnh thất thường, không chịu lắng nghe. Nếu ai chỉ ra điểm chưa tốt cần thay đổi là con giáp tuổi Ất Mão bắt đầu hận, giận. Bước sang 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, vấn đề cảm xúc ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc sống, công việc cho tới mối quan hệ của con giáp tuổi Ất Mão. Bạn nên thích nghi và điều chỉnh sớm thì mới tránh được những rắc rối, vì hầu hết chúng là do chính Ất Mão gây ra mà thôi. Nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy thời gian này bản mệnh có phần bảo thủ, không chịu lắng nghe. Nếu ai chỉ ra điểm chưa tốt cần thay đổi là con giáp tuổi Ất Mão đều hờn giận. Việc này ảnh hưởng khiến cho mọi người không dám tiếp cận bạn nữa đấy. Hơn nữa, sức khỏe của bản mệnh cũng khá đáng ngại, không được lơ là việc chăm sóc bản thân. Hãy lắng nghe cơ thể mình để có cách điều chỉnh cho phù hợp. Đừng để cho rằng mình vẫn khỏe mà ăn uống thiếu kiểm soát, ngủ không đủ giấc. Hữu bậc cát tinh xuất hiện rất đúng lúc, sẽ giúp bản mệnh chống đỡ lại các hung tinh mang đến điềm xui xẻo. Gặp các vấn đề không hay cũng có khía cạnh tốt. Nếu Ất Mão suy nghĩ lạc quan thì không có gì phải lo lắng cả. Người đã có gia đình hãy cố gắng học cách lắng nghe nhiều hơn, việc này giảm thiểu được sự căng thẳng trong tình cảm. Còn nếu Ất Mão cứ áp đặt ý kiến của mình thì chỉ càng nhận được sự chống đối của người ấy mà thôi. Tiếp theo ngay sau đây sẽ phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Mão cho thấy sự nghiệp nhìn chung thuận buồm xuôi gió khi có thiên ấn giúp sức, nhất là với người có tầm nhìn xa trông rộng. Ất Mão luôn cảm thấy lo lắng hoặc hào hứng với những điều xảy ra trong tương lai, do đó Ất Mão luôn có kế hoạch chuẩn bị thật tốt cho mình trong cả những trường hợp mọi thứ không như ý. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ của tuổi Ất Mão. Ở nơi công sở dễ có tranh cãi, có thể vì sự yếu kém của ai đó khiến bạn bực mình. Bạn nên hiểu rằng năng lực mỗi người khác nhau, bạn cũng có những khuyết điểm nhất định cơ mà. Thất xích bay về trung cung dự báo có thể gặp kiện tụng, tai tiếng, thị phi. Do đó, bạn đừng nên cứng đầu, vì như thế càng thiệt thân. Nếu nhún nhường một chút thì sóng gió mới sớm qua đi. Hãy nhớ rằng một điều nhịn bằng chính điều lành bạn nhé. Hãy thôi ngay việc đôi co với đồng nghiệp chỉ vì không thống nhất được điều gì. Việc nên làm là hỏi và tham khảo ý kiến mọi người, sau đó cùng nghĩ ra giải pháp để có quyết định cuối cùng phù hợp. Quan trọng nhất là thái độ cầu thị và vì mục đích chung bạn nhé. Mỗi lần có xung đột là tâm trạng của Ất Mão lại trở nên chán nản, thiếu đi nhuệ khí làm việc.
Trong khi đó lúc này tốc độ làm việc đang rất cần đẩy lên cao. May mắn là sau đó có người mang lại cho bạn động lực. Nhờ thế mà Ất Mão bất chấp những trở ngại có thể xuất hiện. Chính tài gặp suy nên không thuận lợi, người tuổi Ất Mão trở nên thiếu tinh thần cầu tiến dương lên, công việc gặp khó khăn sẽ tìm cách lùi bước, trốn tránh tâm lý yếu đuối, không chịu được áp lực nghề nghiệp. Có thể thấy, thời điểm này người tuổi Ất Mão khá kín tiếng trong công việc, đồng thời suy nghĩ đi làm khá tạm bợ và thờ ơ. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của người tuổi Ất Mão, thiên tài tinh được ví là ngôi sao phong lưu, ưa thể hiện mình trong tất cả mọi mặt của cuộc sống. Nên trong công việc, người có tài tinh trợ mệnh khá tài hoa và giỏi giang, nhưng vì ngũ hành gặp khắc nên mọi chuyện không được như ý muốn, chuyện gì cũng trắc trở không thôi. Tuy nhiên đến cuối cùng, trong thời điểm này, bản mệnh vẫn đạt được những thành công và những chuyển biến tích cực đáng khen ngợi trong cả đời sống cá nhân lẫn công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, tình hình tài lộc có chút khó khăn hơn những tháng trước, khi kế hoạch tiết kiệm của Ất Mão lúc này dễ bị phá dở vì một sự cố nào đó. Người tuổi Ất Mão kiếm được tiền đấy nhưng có vẻ cả tinh, nên dễ mất tiền. Lời khuyên cho bản mệnh trong thời điểm này đó là nên tránh những quyết định vội vàng có thể dẫn đến vấn đề rắc rối, nên tối ưu hóa lợi nhuận thông qua các biện pháp đầu tư thận trọng. Những người đang định đầu tư vào bất động sản cần phải hết sức cẩn thận trong giai đoạn này, lại thêm ảnh hưởng của đại hao. Dự báo có nhiều khoản chi lớn phát sinh có thể liên quan đến sức khỏe của bản thân hoặc người trong gia đình, hay có thể là người cần hỗ trợ mà bạn không từ chối được. Nếu đó là khoản không thể tránh thì bạn hãy cứ vui vẻ, lạc quan, tin rằng rồi mình sẽ tiết kiệm lại và sớm có được khoản tiền ấy thôi. Tài vận không được ngũ hành ủng hộ nên không được như ý, những khoản tiền dự tính sẽ thu về lại gặp trở ngại mà bị chậm chạp. Bạn cũng không có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, nên cũng không có suy nghĩ phải tìm cách cho những khó khăn về tài chính đó. Áp lực tài chính từ gia đình càng khiến bạn muốn trốn tránh thực tài. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Mão cho thấy có vận tài lộc, lâm hãm địa thiên tài phát huy hết khuyết điểm của nó. Người tuổi Ất Mão chi tiêu quá hoang phí, đặc biệt là trong các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác. Đừng ăn uống, tụ tập quá nhiều khiến túi tiền của bạn bị hao hụt nhanh chóng. Vận tài lộc gặp đại hao hung tinh chủ về phá tài, phát lộc, đường công danh lợi lộc dễ được, dễ mất, con đường kiếm tiền vất vả, hao tổn nhiều tâm sức. Được cái người có đại hao trợ mệnh, làm gì cũng tích cực, chủ động, nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có phần hấp tấp, hay để xảy ra sai sót. Nhìn chung, tuổi Ất Mão thuộc ngũ hành mộc lại gặp tháng đạo kim nên bị khắc chỉ, thêm nữa, Mão dậu tường xung, nên sẽ có những sự trái ngược xung đột nhất định mà ảnh hưởng tới tài lộc, tài chính có thể sa sút. Tuy nhiên, cũng còn tùy, không phải tất cả tuổi Ất Mão đều như vậy, có rất nhiều quý anh chị tuổi Ất Mão vẫn làm ăn phất lên như diều gặp gió. Lý do có thể do mệnh cục của họ hợp với ngũ hành tháng, hoặc ngũ hành tháng thuộc tài thần dùng hỷ thần của họ, nên hung cát không thể chỉ dựa vào địa chi của năm sinh để phán xét được bản thân. Lưu ý, nếu bản thân hiểu mình nắm bắt được thời vận, làm đúng ngành nghề, theo dùng hỷ tài thần và trợ mệnh, khi nhược tiết chế, khi mệnh vững thì hung cát do chính mình kiểm soát 70% là do chính chúng ta, số còn lại là do tác động từ bên ngoài vào, ví dụ như vật phẩm trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ và may mắn. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, do Mão một gặp Dậu, Kim, nên hung nhiều hơn cát, trong khi bị Dậu xung nên bản thân dễ nóng nảy mà gây nên bất hòa, ảnh hưởng xấu tới tình cảm, dễ bị rạn nứt. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả do tháng xấu mà còn do tư duy, tính cách của từng cá nhân. Nếu bản thân tu dưỡng thiện lương, biết thấu tình đạt lý, không hơn thua đúng sai, luôn trân trọng, trân quý đối phương, thì muốn hung hại cũng khó. Thời điểm này trong gia đạo do có sự xáo trộn nhẹ, chú ý có thể hiểu lầm, thiếu thấu đáo, hơn thua mà sinh ra va chạm, xô xát. Tuy là vậy, nhưng nếu mỗi cá nhân trong gia đình biết tu dưỡng thiện lương thì hung hại sẽ nhẹ đi rất nhiều, vì có quý nhân xuất hiện trợ lực mà chuyện to quá nhỏ. Thời điểm này, do ngũ hành xung khắc nên dễ sinh ra chuyện, vậy nên, quý anh chị có thể dùng ngũ hành thủy để giảm sát, quá hung thành cát. Tuy nhiên, 70% là do bản thân mình, còn phong thủy chỉ là hỗ trợ,
trợ lực được 30% mà thôi. Nếu tâm nhân đức bất thiện thì phong thủy vô ích. Để gia đình cát lành hơn thì bản mệnh phải hiểu mình nắm bắt được tài vận, thời vận thịnh suy và có ngành nghề ổn định. Cần kiệm, liêm chính, tạo phúc thì khi đó gặp hung ác quá cát, còn ngược lại thì hung hại khó lường. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, căn cứ tử vi cho thấy về khía cạnh sức khỏe của người tuổi Ất Mão cần phải được quan tâm, vì một số xáo trộn tinh thần có thể gây tác động xấu đến bạn. Đôi khi Ất Mão cần biết buông bỏ những vấn đề bản thân không thể xử lý được để tâm trí được thanh thản, yên bình hơn. Nguyệt lệnh lâm bệnh khiến sức khỏe của con giáp tuổi Ất Mão lúc này có dấu hiệu giảm sút, lý do chủ yếu là tâm lý của bạn không được tốt hay suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Những ai đang có bệnh thì nên tập trung chữa trị, dù có một bước tiến chỉ nhỏ thôi nhưng cũng rất quan trọng. Bạn đừng xem thường việc này chỉ vì chưa có kết quả ngay. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của những người đáng tin cậy, giúp bạn có thể bộc phát phần nào tâm trạng năng lượng của mình theo một cách bản năng nhất. Thời điểm này, tâm trạng ủ ê, Ất Mão rất lười hoạt động. Bạn nên dành thời gian này để xem xét nội tâm và tập luyện, rèn giũa tâm trí, giúp bạn vượt qua căng thẳng và đối phó với những áp lực của đời sống. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Ất Mão sinh năm 1975? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Mão có hung có cát. Trong thời điểm này, bạn cần có cách ứng xử khéo léo trong những tình huống khác nhau, như vậy mới có thể tạo ấn tượng trong mắt mọi người, không gây thù chuốc oán với người khác. Trong thời điểm này, tình hình tài chính khá dư giả do bạn nhận được tiền thưởng nóng, tiền lãi từ những quyết định hoặc việc làm đúng đắn. Trước đó, khi cầm tiền trong tay, bạn có thể nghiên cứu thêm các lĩnh vực đầu tư để tiền tiếp tục đẻ ra tiền. Sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, trong những ngày này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng, thì bạn phải di chuyển bôn ba khá nhiều, vì thế bạn không ngại gian khổ, nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Trong thời điểm này, phương diện tình cảm vui buồn đang xen, Ất Mão và người ấy cần trò chuyện với nhau nhiều hơn để hạn chế các hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh đó, Ất Mão cũng nên bao dung hơn cho những điểm chưa tốt của đối phương, chớ nên xét nét quá nhiều. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: vàng, trắng. Con số may mắn: 28, 45, 79 và 90. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 6 tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Hung cát đang xen trong vận trình của người tuổi Ất Mão trong những ngày này, bạn cần nhắc nhở mình tỉnh táo trong mọi tình huống, thắng không kiêu, bại không nản, không sơ suất để xảy ra những sai sót không đáng có. Tình hình tài chính thiên về ổn định, có lẽ bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi những kiến thức và kinh nghiệm từ mọi người xung quanh. Khi đã vững vàng, bạn có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ hơn, không còn đi theo lối mòn nữa. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, chỉ cần bạn mong muốn đến với ai thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải thận trọng trong việc chọn lựa, đừng bắt cá hai tay. Với các cặp đôi, mối quan hệ của hai người không có nhiều biến động, nếu có thời gian rảnh, hai người nên ôn lại những kỷ niệm xưa để hâm nóng cảm xúc, đừng để đôi bên đều cảm thấy tẻ nhạt không còn muốn bên nhau. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: xanh lá cây, 8. Con số may mắn: 84, 75, 30 và 26. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn.
Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương được coi là cát tinh, tốt cho nam hơn nữ mạng. Thái Dương ví như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu thì khó khăn được tháo gỡ, làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn này chủ yếu gây đau yếu, bệnh tật, tai nạn xe cộ bất ngờ, tốn kém tiền bạc cho vấn đề sức khỏe. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm con rồng, tuổi Ất Mão nam mạng gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia, nương tựa. Cách hóa giải vận hạn. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Thổ Tú được coi là hung tinh, năm có sao này chiếu nữ mạng Ất Mão dễ mang miệng tiếng thị phi, có kẻ giở trò xấu mà sinh ra thưa kiện. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, trồng trọt không được mùa, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Năm có hạn Quỳnh Tuyền quý bạn dễ bị bệnh nặng, hao tài. Dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém. Nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Ất Mão nữ mạng sinh năm 1975 gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia, nương tựa. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng,
đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường. Cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây quả bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Bí quyết cải mệnh của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc này có khi ta làm trong vô thức mỗi ngày mà không nhận ra, khi nhận diện được chúng thì cố gắng phát huy thêm bạn nhé. Một là bạn mở lòng lắng nghe các ý kiến khác. Hầu hết chúng ta quá xem trọng cái tôi, nhất là những người được khen là giỏi, là tài năng. Chính điều đó đã khiến họ cao ngạo, tự đóng hết các cánh cửa, cơ hội học hỏi và thu hút tài lộc về với mình. Mỗi một sự kiện xảy ra luôn có những ý kiến trái chiều. Thay vì bảo vệ bằng được ý kiến của mình, thì bạn nên lắng nghe mọi ý kiến. Không nên vội vàng phân định đúng sai từ sớm. Khả năng duy trì tâm lý linh hoạt và đón nhận sự thay đổi đi kèm với kỹ năng cởi mở. Những quan điểm khác nhau sẽ khiến cuộc sống của bạn luôn tươi mới mỗi ngày. Thế nên, nếu bạn thấy mình có kỹ năng lùi bước trước một tình huống, thì chứng tỏ bạn đang ngày càng khôn ngoan. Hai là bạn trân trọng những gì đang có. Tục ngữ có câu, đôi giày của mình chỉ có đôi chân của mình mới biết đi có vừa và thoải mái hay không. Một người còn có tâm so sánh bản thân từ sự nghiệp đến thành tựu của con cái, thậm chí là vẻ ngoài, lối sống với người khác là điều tồi tệ nhất, khiến cuộc sống trở nên u tối. Chẳng thần tài nào muốn ở gần những người như vậy cả. Lý do khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi, một nửa là do sinh tồn và một nửa là do so đo, tính toán. Chính hành vi này không chỉ tạo ra cảm giác không hài lòng về chính mình, mà còn nảy sinh tâm lý chán nản. Tiền tài là vật ngoại thân, biết đủ dùng là được, không cần phải so sánh thiệt hơn. Mỗi người đều có hoàn cảnh cuộc sống và phúc phận riêng. Có được bao nhiêu tiền tệ thì nên trân quý bấy nhiêu, tốt nhất không nên so đo, sống ở đời, hạnh phúc, bình an là được. Trong hôn nhân, nếu so sánh cuộc hôn nhân của mình với người khác, bạn sẽ chỉ tự chuốc lấy thêm rắc rối và phiền não cho mình mà thôi. Về tiền bạc, sau đó kích thước ngôi nhà to hay nhỏ thì cũng chỉ có thêm buồn bực trong lòng. Thế nên, một người biết trân trọng những gì đang có thực sự là người biết rõ giá trị bản thân. Họ sống với thái độ biết ơn thì ông trời sẽ càng mang đến cho họ những điều tuyệt vời hơn nữa. Vì thế trong cuộc sống, hãy thường xuyên nuôi dưỡng thái độ tích cực, biết ơn những gì bản thân đang có. Dù đối mặt với áp lực, họ chỉ cần học cách trân trọng những gì mình đang có. Ba là bạn hay khen ngợi người khác. Trong cuộc sống, việc đưa ra một lời khen ngợi cho ai đó là việc không dễ dàng gì. Cho dù bản thân lại rất thích được khen, công nhận khả năng của ai đó, nhiều người lại nghĩ rằng sẽ làm mình kém đi. Chính tư duy này khiến họ nghèo mãi, không có cách nào khá lên được. Người ghen tị với thành công của người khác sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc, vì luôn có người hơn bạn. Nhưng nếu bạn luôn biết khen ngợi điểm mạnh của người khác, khuyến khích họ, thì không chỉ mỗi họ được lợi mà ngay cả chính bạn cũng nhận được phước lành từ họ. Hơn nữa, tinh thần phấn chấn, vui vẻ từ việc hạnh phúc cho thành công của người khác sẽ càng thu hút những điều tốt đẹp về với bạn. Những hình ảnh của họ sẽ khuyến khích bạn vươn lên những tầm cao mới để hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi đó, túi tiền của bạn được cải thiện cũng là điều dễ hiểu. Quan sát suy nghĩ của chính mình. Mỗi ngày chúng ta có tới 60.000 suy nghĩ ập tới trong tâm trí của chúng ta một cách vô thức. Nhưng có người rất khôn ngoan khi họ quan sát suy nghĩ của mình để dừng lại những suy nghĩ tiêu cực, phát triển những suy nghĩ tích cực,
Mỗi suy nghĩ có tần số sóng riêng, và khi nhiều suy nghĩ tích cực ở tần số cao sẽ càng thu hút nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Thế nên, nếu bạn biết quan sát suy nghĩ của chính mình cũng là dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc, bạn chắc chắn đã trở nên khôn khéo khi biết rõ mình cần chiến đấu trong trận chiến nào. Những người khôn ngoan sẽ xem xét các cuộc tranh luận về những vấn đề khi bước vào, thay vì cố gắng quá sức, họ sẽ chọn đặt năng lượng của mình vào những nơi không hiệu quả. 5. Là bạn coi trọng sự bình yên. Một trong những dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc đó là bạn bắt đầu chọn bình yên hơn là tranh đấu, giành giật, lôi kéo sự chú ý của một đám người nào đó. Bạn chọn sự bình yên cho chính tâm hồn mình, từ đó bạn sẽ dừng loạn, bỏ được tâm trạng lo lắng về sự an toàn của công việc, sức khỏe con cái. Điều này khiến hầu hết mọi người cảm thấy cực kỳ nhạy cảm và dễ mất bình tĩnh. Thực tế là những người khôn ngoan sẽ ưu tiên và coi trọng sự hòa bình, cũng như sẽ nỗ lực để duy trì trạng thái đó. 6. Là bình tĩnh khi đón nhận các vấn đề. Với những chuyện bất như ý xảy ra, ta thường trở nên nóng tính, phản ứng thái quá với những tình huống nhỏ nhặt. Sự bùng phát cảm xúc thường xuyên này không những gây căng thẳng cho bản thân, mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng một người có thể bình tĩnh đối mặt cho thấy họ đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh khi luôn giữ được tâm sáng như thế, thì làm gì cũng thành công. Thế nên một ngày nào đó họ giàu có cũng là điều dễ hiểu. Hơn ai hết, những người này biết rằng dù chúng ta có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu thì cũng luôn có những điều xảy ra bất ngờ. Thay vì cảm thấy thất vọng thì hãy coi đó là cơ hội để vươn lên. 7. Là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi bạn đã hiểu rằng cuộc đời này vô thường, bạn sẽ chẳng bao giờ vì chuyện tiền bạc mà lo hại gia đình mình. Tiền bạc nhiều đến mấy cũng vô nghĩa khi không hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Trong khi đó, tình thân sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị tốt đẹp hơn nhiều. Bên cạnh việc kiếm tiền, chớ nên xem nhẹ gia đình, vì đó luôn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn. Tài lộc của bạn được cải thiện cũng là việc có được sự hỗ trợ, động viên từ họ chứ không phải ai khác. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.